Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Được thành lập năm 1983, Informatics là một trong những nhà cung cấp hệ thống giáo dục và đào tạo lớn nhất châu Á. Học viện Informatics có mặt tại 23 quốc gia, cung cấp hệ thống giáo dục chất lượng cao, bao gồm những văn bằng ngắn hạn cho đến những chương trình đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh doanh, giao tiếp, quản lý khách sạn và dịch vụ, công nghệ thông tin, giáo dục, cơ khí và khoa học về sức khỏe. Học viện Informatics, học viện hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, một trong những tổ chức giáo dục tư thục đạt nhiều giải thưởng nhất Singapore, giải thưởng thương hiệu Singapore 2002 và 2003, chứng chỉ chất lượng Singapore SVC, giải thưởng thương hiệu vàng Singapore năm 2005, chứng nhận tiêu chuẩn ISO và hiện nay là chứng nhận EduJust 4 năm. Học viện Informatics cũng là tổ chức giáo dục tư thục có nhiều học giả quốc tế nhất và là tổ chức BDO duy nhất có cán bộ nhân viên được trao giải thưởng dịch vụ xuất sắc quốc gia trong 2 năm liên tiếp. Tại Informatics, du học sinh được tiếp cận một hệ thống đào tạo đa dạng về các chuyên ngành và bậc học, bằng cấp quốc tế do các trường đại học danh tiếng của Anh quốc cấp, chất lượng đào tạo được quốc tế công nhận và cơ sở vật chất hiện đại. Ngoài ra, khi học tại trường, các chương trình giáo dục chất lượng cao được công nhận bởi các trường đại học nổi tiếng Anh, Úc và Mỹ, yêu cầu đầu vào linh hoạt nhằm tạo cho sinh viên sự khởi đầu hoàn hảo nhất, cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm toàn cầu cho sinh viên hoàn toàn miễn phí, chương trình chuyển tiếp sang Anh, Úc, không yêu cầu điểm IELTS và TOEIC. Để được tư vấn hỗ trợ về hồ sơ thủ tục nhập học tại trường, các bạn hãy liên hệ đến chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện của các trường cao đẳng đại học tại Việt Nam, qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771 hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.